Xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại kênh của mình. Ở đây là quả đu đủ tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ trèo lên và bẻ về để về làm món đu đủ lắc muối ớt xem sao nhé. Để mấy con ngồi hâm mộ. Đất trước thì mình trèo đu đủ, trèo cây giả. Nhưng bây giờ không trèo. Mấy cái thấp này mình trèo được không? Có cái cao như vừa nãy thì không trèo nữa. Chuột thì khổ luôn. Sao bố không biết mình có thể trèo. Đây là con đồ mỹ hỏi chưa? Và đây còn đây cái xoài người không liên quan lắm, nhưng mình tính làm món đu đủ lắc cùng với xoài luôn. Mình sẽ bẻ hai quả, cái này thì mình chưa cho ăn đâu, nhưng mình sẽ lén bẻ trộm hai quả. Mình sẽ bẻ chỗ nào nó kín kín một tí, mình che quả đi, mình không để ý thấy ấy. Thì mình sẽ bẻ trên hết ra. Mình sẽ cho bạn thấy sự kỳ diệu của lắc này. Sẽ gắp quả cái gắp bơ này mình sẽ gắp cái cuối cùng thì mình đã cắt xong rồi, nhìn ngon không ạ? Nhìn hơi lộn xộn tí nhưng cái màu của nó rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cho các nguyên liệu này vào làm món này nhá. Ớt này mình không ăn được nhiều ớt đâu nên cho bằng này thôi. Ok, đây là đường, có nên cho hết bằng này không? Không biết cho bao nhiêu là hợp lý nữa, kệ cho hết đi, ngọt ngọt tí ăn cho được đấy. Đây là muối ớt nha mọi người, cần hết là mình ăn hết. Đấy, mặn chưa nhé. Rồi, mình đã cho một ngày thôi. Rồi, tính nữa đi. Okay. Bây giờ chúng ta hãy cùng sóc đây nha. Sóc. Đổ ra rồi. Mình nắm mất cái nắp của cái... Ok. Rồi. Sóc đổ ớt rồi. Để là ngấm gia vị một chút rồi đấy mọi người. Wow. Mới còn chua á. Đu đủ thì khá ngọt rồi, chắc cái đường với ớt là ngọt. Ngoài nữa, ngọt ngọt cay cay. Ba cái thấu nhiều kinh khủng luôn. Ai chua, chua là chua. Chua. Đuổi nhìn máu vậy thôi nhưng mà chưa chín đâu. Quả đẹp một toàn hơn mà chín. Ok, sao đánh nhau?